Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, công tác cải cách hành chính thuế có vai trò quan trọng. Vì vậy, ngành thuế luôn đẩy mạnh cải cách theo hướng lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách. Năm 2019, tổng số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2020, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh như thế nào trong cải cách hành chính hơn nữa để doanh nghiệp phát triển thịnh vượng, quyết tâm hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020, góp phần phát triển kinh tế. Tất cả những nội dung trên sẽ được đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Cải cách thủ tục hành chính thuế, góc nhìn từ thu ngân sách nhà nước. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Tài chính cho biết từ năm 2017 tới hết năm 2019, toàn ngành đã cắt giảm 4.024 đầu mối tổ chức, chỉ tiêu biên chế giảm 6,7% so với năm 2015, song vẫn đảm bảo điều hành hiệu quả thông suốt trong hoạt động của ngành. Các lĩnh vực công tác khác của ngành tài chính cũng được đánh giá là đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong kết quả chung của toàn ngành tài chính có sự đóng góp quan trọng của Tổng cục Thuế. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Theo thống kê, năm 2019, tổng số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018. Năm vừa qua, công tác thanh tra kiểm tra của ngành thuế đã liên tục được cải tiến với việc chuyển sang thực hiện thanh tra kiểm tra theo phương pháp quản lý rủi ro và ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tính hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch. Kết quả, toàn ngành thuế đã thực hiện được 96.343 cuộc thanh tra kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế và kiểm tra được 517.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, với tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là 64.525 tỷ đồng. Đáng chú ý, với công tác quản lý nợ thuế, tính đến cuối tháng 12 năm 2019, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ đạt 35.200 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018. Năm qua, ngành thuế cũng không ngừng cải cách hiện đại hóa quản lý thuế. Hiện cơ quan thuế đã triển khai hệ thống khai thuế điện tử tại 63 trên 63 cục thuế và 100% số chi cục thuế trên cả nước. Số doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt 99,35% số doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng hồ sơ tiếp nhận là trên 11,47 triệu hồ sơ. Ngành thuế cũng đã kết nối với 52 ngân hàng thương mại trên cả nước để triển khai thực hiện hệ thống nộp thuế điện tử, với số doanh nghiệp tham gia đạt 99,01%. Hiện đã có tới 93,61% doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử, với tổng số hồ sơ hoàn đã tiếp nhận là 19.140 hồ sơ, bằng 95,8% số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Đặc biệt, cải cách thể chế là điểm sáng trong công tác thuế năm 2019, với việc Tổng cục Thuế đã nghiên cứu đề trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về thể chế chính sách thuế như Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019. Nhìn tổng thể, năm 2019 là năm ngành thuế đã đạt được 3 mục tiêu: thu đúng, thu đủ và thu kịp thời. Công tác cải cách hành chính thuế có vai trò quan trọng, vì vậy ngành thuế luôn đẩy mạnh cải cách theo hướng lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách. Mời quý vị theo dõi những ghi nhận ngay sau đây. Tổng cục thuế cho biết trong giai đoạn 2016-2018, ngành thuế đã triển khai thực hiện kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Theo đó, hệ thống chính sách thuế đã được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, bao quát cơ bản các nguồn thu cần thiết trong nền kinh tế, đảm bảo cân đối thu chi phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Theo thống kê, trong giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước bình quân trên GDP đạt 24,9%, trong đó tỷ lệ huy động từ thuế phí đạt 21% GDP, giảm so với giai đoạn 2011-2015 là 21,6% GDP, nhằm hướng tới dần tỷ lệ huy động từ thuế và phí. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước có chuyển biến tích cực, với việc thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu đạt 76,6%, giai đoạn 2006-2010 là 58,9%, giai đoạn 2011-2015 là 67,8%.
Bên cạnh việc quản lý sát nguồn thu, ngành thuế đã có những bước tiến trong cải cách thể chế, tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy định đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng quản lý rủi ro, xây dựng và hoàn thiện các quy định chống chuyển giá, chế độ kế toán nội địa. Thái độ phục vụ của cơ quan thuế hoặc là tiếp cận những cái thông tin về chính sách chế độ thì tốt hơn nhiều. Và đặc biệt, cái tiêu thức cao nhất là tiếp xúc là thương mại điện tử đối với lại cái kê khai nộp thuế điện tử. Gần như tất cả các doanh nghiệp được khảo sát là 98% đều đánh giá là thực hiện cái kê khai nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử thì đều có tác động tích cực đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tiếp cận với cơ quan thuế 24/24 thông qua cái trên mạng, chứ giảm thiểu cái trực tiếp giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Ngành thuế và Bộ Tài chính đã là cái cơ quan chính phủ đi đầu tiên trong cái việc thúc đẩy cái việc cải thiện cái thủ tục hành chính và góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Và ngành thuế là cái ngành đã đi đầu trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong việc thực hiện xã hội hóa một số cái dịch vụ công trong lĩnh vực này, rồi trong việc thực hiện cái chính phủ điện tử để trực tuyến hóa cái việc kê khai và nộp thuế giữa cơ quan thuế với người dân. Rồi ngành tài chính và ngành thuế cũng là cái ngành đi đầu trong cái việc lắng nghe cái ý kiến của người dân và doanh nghiệp thông qua các cái cuộc khảo sát xã hội độc lập để đo cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cái việc thực hành công vụ của cái ngành này. Trong thời gian qua, ngành thuế đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí, giảm thời gian của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, giảm tần suất kê khai nộp thuế, chi phí của người nộp thuế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tạo thuận lợi và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân và được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. Cái việc mà điện tử hóa các cái việc kê khai, tiếp nhận và xử lý các cái thông tin về xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đã được thực hiện một cách triệt để. Đến cái thời điểm hiện nay ấy, thì phải nói có đến 98-99% cái hoạt động kê khai rồi làm thủ tục xuất nhập khẩu được thực hiện bằng cái thủ tục điện tử. Và chính cái điều này nó làm cho cái việc mà chuẩn bị các cái căn cứ xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nó giảm thiểu đi rất nhiều thời gian đó. Bởi vì họ không cần phải đi đâu cả, và ở ngay cơ quan mình, ở ngay doanh nghiệp mình, họ có thể trực tiếp giao dịch với các cái cơ quan. Xuất phát điểm của ngành thuế là không cao trong các thước đo thế giới, nhưng mà những năm gần đây thì ngành thuế đang thay đổi. Dân chứng là năm 2019 vừa rồi thì ngành thuế là một trong những ngành hiếm hoi của Việt Nam có sự thay đổi lớn về mặt thứ hạng, về mặt điểm số và đang tiệm cận dần với những cái thông lệ tốt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý có thể khẳng định là một bước tiến trong cải cách một cách hiệu quả thực chất. Như vậy, rõ ràng phương thức quản lý khác đi và việc thu hẹp về đầu mối sắp xếp lại tổ chức khi cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả khá tốt. Có thể nói rằng là ngành thuế là ngành kiên trì và đồng bộ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Qua điều tra, chúng tôi khoảng 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố. Thì cái tỷ lệ mà kê khai thuế điện tử hiện nay rất cao, gần 100%. 98-99%. Nhưng mà đáng chú ý hơn là cái tỷ lệ mà doanh nghiệp nộp thuế điện tử rất cao, 92%. Và hiện nay đang thí điểm về hoàn thuế điện tử. Thì như vậy là ngành thuế hiện nay đã khắc phục được cơ bản những vấn đề của ngành trước đây là cái việc quá rườm rà, quá phức tạp và xếp hàng khi quyết toán thuế. Thì hiện nay tình trạng đấy cơ bản đã được bãi bỏ. Năm 2020, dự toán được Quốc hội giao cho ngành thuế có 3 khu vực tăng 10,2% so với năm 2019, trong đó ngoài quốc doanh tăng 13,6%, đầu tư nước ngoài tăng 8,5%, doanh nghiệp nhà nước tăng 7,8%, thu nhập cá nhân tăng 16,1%. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, hiện nay dịch COVID-19 đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp du lịch, xuất khẩu, nông lâm, thủy sản. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến số nộp ngân sách của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch nói riêng. Bên cạnh đó, quy định hạn chế tác động của rượu, bia cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp sản xuất rượu, bia. Qua theo dõi cho thấy, kể từ khi Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ có hiệu lực, sản lượng tiêu thụ rượu, bia giảm trên 50%. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình thu nộp ngân sách của khối doanh nghiệp này. Theo tính toán của Tổng cục Thuế, với những yếu tố như diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19, việc tiêu thụ lượng rượu bia, nước giải khát chậm, giá dầu thô giảm sẽ khiến ngân sách hụt thu khoảng 33.000 tỷ đồng.
Cùng với việc quản lý chặt nguồn thu, chống thất thu ngân sách, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các vụ, đơn vị khẩn trương xây dựng lấy ý kiến các bộ ngành về các văn bản hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi, triển khai có hiệu quả đề án mở rộng cơ sở thuế, đẩy mạnh việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, nộp lệ phí trước bạ ô tô xe máy qua mạng để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, qua đó tăng nguồn thu cho ngân sách. Xác định năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, đồng thời cũng là năm tạo đà cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2026. Chính vì vậy, cần hoàn thiện chính sách, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính hơn nữa sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính. Và để đạt và tăng thu ngân sách nhà nước 5% trong năm 2020, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì trong 6 tháng đầu năm phải vượt trên 51% dự toán để tạo đà cho cả năm vượt trên 5%. Cùng với đó là đạt chuẩn xếp hạng các nước ASEAN 4 như mục tiêu đã được chính phủ đề ra. Mời quý vị đến với chùm ý kiến chia sẻ ngay sau đây. Của Bộ Tài chính và sự quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo Tổng cục Thuế. Mà nếu như lãnh đạo không, mà cán bộ công chức không nhập cuộc cũng rất là khó. Bởi vậy, cùng tất cả cán bộ công chức thuế cùng nhập cuộc và cùng với cái chung tay của cộng đồng doanh nghiệp thì tôi tin chắc rằng là cái cải cách thuế nó sẽ tốt hơn và cái rủi ro về thuế nó cũng thể sẽ giảm thiểu. Và chúng ta thực sự đã đạt được cái mục đích là gì? Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam để đạt được cái yêu cầu mà chính phủ đã đề ra trong nghị quyết hàng năm. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và phấn đấu vượt tối thiểu 5% dự toán theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, chúng tôi đề nghị Tổng cục Thuế bám sát những nhiệm vụ giải pháp đã giao tại nghị quyết 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp điều hành thực hiện kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà năm 2020 và cái chương trình hành động của Bộ theo quyết định số 17 của Bộ trưởng để triển khai cái nghị quyết 01 của Chính phủ và xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai những nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 20. Và ngay sau khi Chính phủ có nghị quyết thì Bộ cũng đã có quyết định triển khai ngay. Chúng tôi đã báo cáo hàng hơn 100 cái nhiệm vụ cụ thể đấy để mà triển khai cái nghị quyết 01 của Chính phủ. Tổng cục Thuế cũng đã có cái triển khai. Thì chúng tôi cho rằng là phải quán triệt cái tinh thần giải pháp nhiệm vụ của trong nghị quyết Chính phủ, các cái nhiệm vụ giải pháp trong quyết định của Bộ và của Tổng cục để triển khai ngay. Tổng kết đánh giá công tác sắp xếp hợp nhất chi cục thuế để hoàn thành việc thành lập chi cục thuế khu vực theo quyết định năm 20 của Bộ trưởng Tài chính, phấn đấu hoàn thành trong quý 1 năm 2020. Tăng cường trao đổi thông tin, cập nhật tin tức, kinh nghiệm quản lý thuế của các nước, khu vực trên thế giới, trong đó có giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, nhất là những lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới, phức tạp như là chuyển giá, thương mại điện tử, thanh toán qua ngân hàng, quyền đánh thuế giữa các quốc gia quản lý thuế. Chúng ta không so sánh chính mình nữa, Việt Nam không so sánh với Việt Nam cách đây 5 năm, 7 năm nữa. Thủ tục thuế, thủ tục hải quan Việt Nam đã chịu sức ép là phải so sánh được với 4 nước đứng đầu của ASEAN. Các thủ tục khác tương tự như vậy. Và người đứng đầu chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh là Việt Nam phải so sánh được với các nền kinh tế đứng đầu trong ASEAN và tiến tới so sánh được với các nước đứng đầu trên thế giới. Chứ mình không hài lòng với những gì mình đạt được. Thì theo chúng tôi, cách tiếp cận như vậy là đã giúp Việt Nam giải tỏa được một cái cách suy nghĩ truyền thống trước đây. Chúng ta vẫn thường nhìn lại phía sau và tự thỏa mãn, tự hài lòng. Nhưng với cách so sánh như vậy thì chúng ta sẽ sụt rồi. Chúng ta sẽ ruột thấy những nước cải cách rất nhanh. Và tại sao Việt Nam cải cách chưa được như vậy? Tại sao số giờ nộp thuế của các nước chỉ có hơn 100 giờ? Hiện nay Việt Nam mặc dù cải cách phải đến rất lớn rồi, từ 780 mấy giờ hiện nay xuống hơn 300 giờ. Thì nhưng mà rõ ràng cái không gian cải cách của Việt Nam vẫn rất lớn.
tôi rất là ấn tượng với cái tư duy là phải theo kịp, phải bắt kịp với những nước đứng đầu. Đấy là cái tư duy mà sẽ giúp cho Việt Nam còn tiến mạnh hơn nữa, tiến nhanh hơn nữa trên thời đại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.